Con tôi đang đứng cùng với chỗ anh Lắm tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tân Tây Ninh. Thì anh Lắm sau khi mà mình dùng cái này anh thấy như nào anh? Đấy, nó nhiều hiệu quả đó, hiệu quả là ngon đó. Thành ra là có xài rồi, thật rồi, đã có thử rồi nhưng mà thấy nó ngon, cả thấy ngon. Là nó đạt cho đúng rồi, nó không ảnh hưởng mày, không ảnh hưởng mình, đúng rồi. Thế mà đối với nhóm lá hẹp và lá rộng thì nó có đạt hiệu quả không? Được, nó được. Nhưng mà cái đầu ví dụ đi cái thằng mà là cái lá nó hơi già thì mình phải xịt hơi nặng chứ, chứ mà xịt đúng cái liều lượng nó là nó hơi yếu. Và đối với cái cỏ mà cỏ lá rộng và lá hẹp mà nếu mà cỏ già thì mình phải phun rồi. Mình phải phun ướt cái đúng cây, rồi, đúng cây rồi, cỏ đúng không ạ? Nhưng mà mình phải tăng nó lên lượng một miếng và mình tăng liều lên một ít. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ví dụ này vô đi này pha 45 mà mình phải pha 50-55 à, mình phải tăng lên nhiều. Vâng, thế là khi mình xịt xong thì cây mì có bị ảnh hưởng không? Không, thấy cũng không có lá rồi lá thân rồi đột có sao? Không, không. À, vâng. Thế là hôm nay anh mua là con này tăng mấy? Cái này cũng trong sắp với cặp rồi. Sắp với cặp à? Ừ. Hôm nay lấy thêm đây hai cặp nữa. Hai cặp nữa. À, vâng. Thì đây là những cái chia sẻ của anh Lắm khi mà dùng cái bộ đôi sản phẩm của mì công ty ADI là Picazun và Hexua để đánh cho cái tất cả những cái cỏ lá hẹp và lá rộng. Thì theo những kinh nghiệm của anh Lắm thì khi mình xịt thì mình né đột ra và xịt lùa ở dưới, thì đối với cỏ già đúng không, mình phải hạn chế đó. Vâng, hạn chế tối đa, hạn chế tối đa đúng không? Dạ. Còn khi gặp cỏ già thì mình chỉ phun ướt cái cỏ già là ok. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Đã.